Vào sáng ngày 28 tháng 8, trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Thế Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Cụ thể, vào khoảng 6 giờ 22 phút, một xe khách dừng nằm tông trực diện vào xe container khi xe rẽ vào đường TC1. Cú va chạm mạnh khiến cả hai phương tiện dính chặt vào nhau, gây thương tích cho tài xế, phụ xe khách và một hành khách. Vụ tai nạn xảy ra đúng giờ cao điểm, ảnh hưởng đến giao thông khu vực cảnh sát giao thông thành phố bến cát đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông nguyên nhân tai nạn đang được điều tra